Dạ, thì Kim Khiết, bé Mai, bé Lệ xin kính chào bà con cô bác. Hôm qua thì mấy chị em Thùy với anh Khương có đi bán vé ở dưới Long An. Nhưng mà hôm nay tại vì có lịch hẹn trước đi tặng nước cho bà con ở Bến Tre á, cho nên là bây giờ mấy chị em sẽ đi vô đây kiếm hai ông anh để rước hai ổng đi chung. Hai ông anh bự chà bá giờ không biết đâu rồi. Theo em nghĩ là hai ổng tới chưa? Dạ rồi. Tới rồi hả? Để mình đi kiếm hai ổng, cái hai ổng đâu rồi? Cái gì bữa nay sao thấy học hành nghiêm túc quá vậy ta? Ờ. Dạ em chào hai anh. Xin chào bà con cô bác, kính chúc bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe. Rồi, bữa nay anh học gì hả? Hả? Hôm nay làm gì nghiêm túc quá vậy? Đang làm thiết kế. Dạ bà con cô bác thân mến, thì bữa giờ là Khương vừa coi như là dành hết thanh xuân để truyền thông cho đêm nhạc 20 tháng 4 2024. Dạ nhưng mà mình truyền thông thì truyền thông nó cũng ở mức đó à. Còn bà con bác biết thì cũng biết rồi, quan trọng là bà con bác có đi xem hay không, nghĩa là quan trọng. Bà con bác phải sắp xếp chuyện gia đình và tài chính gia đình nữa, cho nên là hôm nay là cũng cận kề rồi. Nhưng mà cái gì cũng vậy nữa, nhưng thường thường tới cái lúc căng thẳng cận kề thường thường Khương vừa hay bẻ sang một cái hướng khác đó. Hôm nay là mấy anh em sẽ không còn phải áp lực nhiều nữa. Giờ mấy anh em sẽ đi về giới thiệu chưa? Về Bến Tre. Dạ rồi, em có giới thiệu sơ. Để coi như là chia sẻ với bà con bác một xíu cái nước sinh hoạt á. Hiện tại thì tình hình hạn mặn vẫn còn, và một số địa phương người ta cũng đã được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương rồi từ các mạnh thường quân cũng nhiều lắm. Nói chung cũng tương đối rồi. Bây giờ bà con bác mình dễ thương lắm. Hễ ở đâu mà có cái khó khăn thì sẽ có mạnh thường quân rồi nhà nước người ta kết hợp với các cơ quan ban ngành đó hỗ trợ cho bà con bác, nên cũng mọi việc nó cũng tương đối rồi. Đó, nhưng mà vẫn còn một cái chỗ là mình đi là chỗ gì? Dạ Bình Đại Bến Tre. Chỗ Bình Đại Bến Tre. Thì chỗ đó nó hơi bị coi như là nó không có thuận tiện đường ha, cho nên là ít cũng ít đơn vị mà mạnh thường quân tới để chia sẻ nước đó, cho nên hôm nay mấy anh em Khương vừa đi về dưới đó. Rồi ngày mai thì nghỉ lễ, ngày mốt mình đi chơi rồi xong cái mốt mình xuống làm đêm nhạc chứ giờ còn cũng cố gắng giữ thấm lắm rồi. Giờ còn mấy đứa em nó còn leo nhau lúc nhóc tự nhiên giao cho mấy đứa em nó cái nhiệm vụ nó căng thẳng quá không biết sao mà anh thấy tụi nó khóc quá trời kìa anh ơi, lo lắng quá trời. Không thì anh đang tập cho mấy bạn là mấy bạn coi như là truyền thông rồi bán vé, để mai mốt biết đâu thì mấy bạn anh làm rồi mấy bạn nhiều khi mấy bạn có cái điều kiện mấy bạn làm một cái tổ chức một cái show gì đó. Dạ. Mấy bạn trở thành đạo diễn thì các bạn phải viết lên kế hoạch, phải tự làm truyền thông, phải tự bán vé, cái đó là có kinh nghiệm rất là tốt cho mấy bạn. Dạ. Đó. Cho nên thôi để mấy bạn cứ làm đi, để mấy bạn cũng biết cái làm một cái show nó áp lực như thế nào đó. Mà giờ anh đang thiết kế gì vậy? Đây bà con cô bác thân mến. Như hôm bữa đêm nhạc hồi bữa 13 tháng 4 2024 đó, Khương vừa có đụng mặt với lại Thùy Kim Khiết. Hai anh em có chia sẻ là Thùy Kim Khiết là hiện tại là tài trợ cho đêm nhạc của hội quán ngôi sao miệt vườn. Nhưng mà Khương vừa thì chưa có hỗ trợ được gì cho em mấy hết trơn á, chỉ có giới thiệu được cái khúc đầu với khúc đuôi thôi à. Cho nên là bữa Khương vừa kêu Thùy thôi lấy một cái chòi luôn á để trưng bày và sản phẩm rồi luôn giới thiệu bọn bác, như thì nó thôi không được, tại vì đây ở đây còn có hai cái chòi à, để cho bọn bác ngồi cà phê mà lấy thêm cái chòi nữa thì là không còn chỗ bọn bác uống cà phê. Cái thứ hai nữa là mà mấy cái giống như spa đồ thì để đi thì nó hợp, còn kim cương nhiều khi giá trị nhiều khi mình đi tới lui nhiều khi có chuyện gì đấy xảy ra thì không ai chịu trách nhiệm đó, cho nên là thì nó không chịu mà. Thì nói để thì làm một cái chỗ để cho bà con cô bác để cho anh Giang tới check in chụp hình. Dạ. Đó. Thì cuối cùng lại quay đi quẩn lại là lại làm phiền bạn ấy nữa. Đó, nhưng mà cũng Khương vừa cũng hy vọng nếu mà cái chỗ check in này mà làm mà đẹp, bà con bác tới chụp hình đẹp á
bạn bác chia sẻ rồi bác yêu quý cái thương hiệu Kim Khiết Diamond nữa đó, để ủng hộ cho thầy thì cũng hy vọng vậy. Giờ Khương vừa đang vẽ cái thiết kế. Mà sao em nhìn không ra vậy anh? Hả? Sao em hình dung không ra cái thiết kế này vậy? Trời ơi, đẹp. Cục gì tròn tròn. Cái này là cái bàn, còn này cục kim cương. Một bàn một cục kim cương. Để cho bà ông bác khiêng lên chụp hình. Đó. Đây đây. Đây đây nè, đây hình đây hướng này nè, em đang đứng nè. Đó, em đang đứng nè, đó. Lỗ tai em phải bự. Trời ơi là trời. Thôi đừng vẽ nữa thì được rồi. Lỗ tai em thì phải bự. Trời ơi là trời. Đó, em đang đứng này nè, vô đây nè, đây nè, bàn nè. Vẽ thiết kế cho em đi, để em chụp hình kim cương cho nó sáng. Chừng nữa là mấy cái đêm nhạc đó là anh khỏi đánh đàn. Chỉ cần lấy kim cương gọi vô nó sáng. Không dễ em đi như vậy. Dạ, này cái này dễ chơi thôi bà con bác ơi. Chứ người ta thì sẽ làm nghiêm túc lắm. Dạ, có một bộ phận người ta sẽ làm cái thiết kế cho mình. Dạ. Hồi nãy giờ anh em mình suy nghĩ quá trời không nghiêm túc à. Nghiêm túc ra bốn cục vậy đó. Không biết thiết kế đâu. À, thì chỗ này là cái chỗ thường thường bữa bán bánh canh tích. Nhưng mà bánh canh tích ngưng rồi. Cho nên là thấy cho cái chỗ này là nó mới cái cổng vào nè. Và cũng có thoáng thoáng rộng rộng thì chia sẻ ý tưởng cho bọn bác đi thì giờ lại làm đi làm cái gì nè. Chắc là em sẽ thiết kế cũng tương đồng giống như là mấy cái chòi với lại xung quanh của anh thôi. Dạ, cũng sử dụng những cái vật tư nó miệt vườn giống vậy nè. Dạ, bằng gỗ rồi như vậy đó cho nó tương đồng. Rồi em sẽ làm mấy chỗ để trưng bày. Rồi cho bà con cô bác có thể đi vô tận nơi đứng ở đó để mình chụp hình check-in luôn. Em thiết kế cho nó đẹp đẹp, có góc check-in á. Nói chung là không gian em sẽ không có làm bích lệ vậy mà em mở hoàn toàn ra luôn. Để bà con có thể đi luôn tuồn vô để mình chụp hình được. Còn mấy cái mẫu để làm sao? Mẫu thì em thì cũng giống tựa vậy nè. Em sẽ cho nó vô. Mẫu thôi chứ không phải đồ thiệt nha. Dạ. Chủ yếu là em sẽ vệ sinh trang sức nè với tư vấn cho bà con thôi. Có thì em cũng trưng bày thêm một ít đồ. Cái con khỉ này nữa nè. Dạ. Cái này thì nó giá trị nó nhỏ không sao. À cái này vậy em trưng bày một ít cái này. Với lại bữa Khương vừa có nói bà con bác thân mến là có nhiều quý khán giả ở bên hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn mà qua tới bên chỗ thì là vệ sinh đồ trang sức á xa xôi quá. Cho nên là thì nói thôi mỗi bữa bà con bác tới đây là thấy khán giả Ngôi Sao Vườn đeo vàng nhiều lắm. Đeo vàng kim cương nhiều lắm cho nên là đặt một cái quầy đây cho một bạn kỹ thuật xuống đây á, một bạn nhân viên xuống đây để vệ sinh miễn phí cho bà con bác. Dạ. Không phải là khách của Ngôi Sao Miệt Vườn mà khách bà con bác ở ngoài mình vô thì cũng hỗ trợ cho bà con bác luôn. Dạ. Đằng nào cũng tốn công rồi cũng tốn cái chỗ thiết kế rồi cho nên bà con bác mà sắp tới mà còn cái đó mùa Tết chắc làm dữ lắm á. Dạ. Tết cho nên bà con bác cho anh hỏi cái vệ sinh nữ trang á là mình vệ sinh là chờ lấy liền luôn hay là? Dạ nhanh lắm anh, xíu xong à. Vậy hả? Dạ mấy phút à, em bỏ vô ru vài phút là xong. Ok. Cô bác chờ lấy luôn cái tiền. Dạ. Ừ. Rồi sẵn cái ngồi đợi lấy đó có thể cho nhân viên bên em tư vấn. Ví dụ như bà con thích cái loại trang sức gì sao đó thì sẽ có mấy bé nhân viên tư vấn luôn. Mấy cái món phong thủy em là gì? Phong thủy thì em có nhiều, ví dụ như là 12 con giáp nè, cái đó thì em đang làm. Còn mấy cái túi tiền hoặc là lưu thống hoặc là rương tiền, nói chung là những cái biểu tượng cho may mắn tài lộc á. Dạ, cỏ bốn lá này nọ được. Nhưng mà phải là lấy liền chứ đâu có gửi lại, ký gửi có chuyện gì sao mà. Dạ không, em không phải dám nhận ký gửi. Ừ. Dạ. Không mình phải vệ sinh rồi. Vệ sinh lấy liền. Thì bây giờ cũng chia sẻ bà con bác luôn tại vì hội quán Ngôi Sao Vườn thì bây giờ nó đi vô cái hoạt động nó cũng ổn định rồi, giờ nó trở thành một cái tụ điểm, một cái nơi để bà con bác tới giao lưu văn nghệ là chính. Đó, vào thứ ba, thứ năm, bảy là đông. Còn ngày thường thì hơi vắng. Cái khu hoa lá cành nữa là bây giờ là Khương vừa trụ hết nổi rồi. Giờ chuyển qua làm nông nghiệp rồi. Làm tốn tiền quá chịu không nổi luôn ơi. Muốn làm hoa cho đẹp nhưng mà tại vì nắng nóng rồi nè, thời tiết khắc nghiệt quá. Mà mình trồng một cái vườn hoa vậy là nó cũng một lần nó cũng mười mấy hai chục triệu mà mình làm liên tục có chịu không nổi.
cho nên là bây giờ nó cũng bị ở đây nó bị thiếu cái cảnh quan để chụp hình. Bà con bác tới gặp Hương Dừa rồi nhiều khi tới hội quán không có góc chụp hình, cho nên thì làm cái góc này cũng cảm ơn em rất là nhiều. Nói chung là em thì em tốn lại tiếp tục tốn kém với lại cho gửi thêm bên đây nữa, sẵn em cũng thiết kế bên đây luôn. Rồi bên đây là một cái góc chụp hình kiểu bằng check in của hội quán ngôi sao miệt vườn mà thường thường bây giờ nó te tua, thường thường có hai cây mai thì nó nhìn nó đẹp, mà bữa nay thì là nó sơ sát quá rồi, bà con bác không còn chụp góc này nữa, cho nên là sẵn là có thì có làm việc với các bạn thiết kế á, coi nghiên cứu nhìn thương vườn cái chỗ này làm sao thiết kế cho nó một cái không gian nó ấn tượng, nó sang trọng quý phái mà nó đẳng cấp. Mấy cái chậu bông giấy này chắc em nghĩ chắc anh dời đi anh ơi. Thì thì em nhìn nó nhìn nó còi cọc quá. Để tạm thôi, để tạm. Này để thiết kế lại cũng làm đơn giản thôi. Tại mình là ngôi sao miệt vườn mà mình làm sao cho nó đơn giản mà nó đẹp. Đó đơn giản gắn vẻ học phần lên đơn giản. Dạ. Đinh là. Đó thì mai mốt bà con cô bác tới ngồi hội quán ngôi sao miệt vườn mình sẽ có hai chỗ để mình check in. Dạ còn không gian thì sẽ nhiều rồi, mai mốt bầu bí rồi nó lớn lên nữa. Bà con bác muốn chụp hình thì chụp hình. Trồng bầu bí rồi đổ bắp rồi ớt tùm lum chứ. Ở đó mình đâu có đào được cái nhỏ, cái ao nhỏ nhỏ hả? Không mà. Bầu bí mà mình có thêm cái ao nhỏ nhỏ chắc dễ thương lắm ha. Ừ. Hồi đó anh tính là tính ấy cái ao nhỏ nhỏ dẫn một con đường vậy đó, nước nó chảy vòng vòng cá nó bơ bơ vậy đó. Thôi chắc cũng chịu không nổi đâu. Bơm nước chắc cũng hơi cực. Rồi xong mình thả cá rồi mình chăn nuôi nó không được nữa, mất công mà tạo nghiệp thêm. Đó. Rồi quán sáng nay thì như mọi ngày vẫn là có Hương Dừa với lại cũng buổi sáng vắng lắm. Đó. Hồi xưa là mới mở ra bọn bác thấy buổi sáng nào cũng rất là đông, nhưng mà thực sự cái qua một thời gian nó sẽ trở lại, nó sẽ định hình lại là cái công năng của quán. Ví dụ có những quán họ chuyên đúng buổi sáng là họ đông thôi, là họ cà phê sáng, còn có những quán đúng buổi tối hoặc là có quán đúng buổi trưa, còn có quán hội quán ngôi sao miệt vườn mình bây giờ là đúng là thứ ba năm bảy chủ nhật là khách đông, còn mấy ngày kia thì thôi cũng vậy thì thôi cũng mừng đi, thì hy vọng là nó ổn định được rồi chứ còn đừng có tuột nữa là không biết làm sao, tại vì cái hội quán ra để chủ yếu là phục vụ bà con bác để tới văn nghệ, mà bà con bác không tới văn nghệ thì cũng không biết để làm gì luôn. Hương Dừa cũng đang cố gắng nghĩ ra, ví dụ mấy cái ngày thường thì mình mở cái lớp thư vũ gì đó, mở em nhạc cũng lên. Mới tính nói anh đó, hay là mình cho 7. Mấy cô đồ đó anh buổi sáng á mình tập ở đây nè để có cái chỗ giao lưu luôn. Mình phải làm cái mái che nữa. Dạ. Rồi chia sẻ mà con bác xíu vậy, tại bữa đêm nhạc vừa rồi lu bu quá nhé, nói nhiều khi bà con bác nghe không rõ. Dạ, cũng cảm ơn thầy rất là nhiều. Cũng nói chung là người ta tới quán cà phê người ta tới tốn chỉ có 20-30 ngàn thôi, còn thầy tới đây tốn kém rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, để cho cái quán được duy trì, chương trình được duy trì để phục vụ với bà con cô bác. Dạ, còn bà con bác tới thì nhờ có nhớ là phục vụ là miễn phí nha bà bác. Dạ, em nói xác định từ đầu là phục vụ miễn phí, cho nên là bà ông bác cứ có cần nhà có trang sức hay cái gì đó, hoặc là những cái tiệm vàng gần á, tiệm kim cương gần, nếu mà mình làm phục vụ không xiết đem qua, cứ đem qua đây để thì phục vụ miễn phí rồi mình về lấy phí của khách cũng được. Không, mà đa số vệ sinh xin trang sức thì không có ở đâu tính tiền hết. Vậy hả? Dạ. Chúng ta tự làm ha. Dạ, dạ còn bà con bác có nhu cầu cần cái gì, ví dụ cưới hỏi hoặc là tặng sinh nhật hoặc là tặng bà xã kỷ niệm ngày cưới hay tặng cái gì đó thì cần gì tư vấn thì tư vấn cho. Dạ. Dạ. Không cần thôi không sao. Dạ, miễn sao là ủng hộ kênh thì kiếm kiếm được rồi. Dạ rồi bây giờ là mấy anh em sẽ tranh thủ đi ăn sáng rồi mình sẽ di chuyển về Bến Tre. Dạ. Dạ. Rồi chiều hôm nay lại lên nữa để ngày mai cũng chuẩn bị đêm nhạc nữa. Nói chứ cũng vẫn đang cũng hơi lo cho đêm nhạc 20 tháng 4 nha bác. Và mặc dù là cũng đang cố gắng hết sức rồi, cũng dùng mọi phương thức rồi để truyền thông đến với bà con cô bác rồi đó. Rồi bây giờ mấy anh em mình đi ha. Dạ. Dạ. Rồi thì mấy anh em mình đi ăn sáng. Dạ bà con bác. Giới thiệu bà con bác, đây là món bún chả Hà Nội. Anh trai anh đang nướng này thịt
chả Hà Nội có thịt miếng với lại thịt miếng chả với chả nem. Nem người trong Nam gọi là chả giò đó. Dạ. Nhân hoàn toàn khác. Dạ. Cái quán này Khương vừa cũng hay ăn nè, mà thì chưa ăn bao giờ. Dạ. Cũng ở gần hội quán. Ở gần đây ở Bình Chánh chắc con Bình Ảnh bán rồi trời. Quanh khu vực này chắc là mình ăn. Con Bình Ảnh hả? Nhưng người chưa hết luôn. Dạ, con Bình Ảnh bán. Nên nó bán được lắm. Cho nên anh tính mấy bữa nữa anh bán để anh cạnh tranh nha. Bữa giờ anh ăn. Đang tính nói với Cương nè, ở bên đó, bên chỗ văn hóa đó. Em làm mấy anh làm điểm tâm sáng. Ờ, để em qua lần điểm tâm sáng nè. Kết hợp đi. Dạ, kết hợp ha. Ừ. Anh làm đây ngon lắm mà bác. Hấp dẫn lắm. Anh làm điểm tâm sáng cho. Bữa giờ Cương vừa nghiên cứu ăn để lấy cái vị để về ăn cắp á, để về bản làm mà không biết là thôi bỏ luôn. Ngồi nghiên cứu được chưa anh? Thôi để qua đây ăn cho nó chắc. Thơm quá. Ôi nó xèo xèo xèo. Dạ. Dạ. Rồi cái công thức này anh mua thịt hôm qua, anh ướp từ hôm qua đó. Ướp được mười mấy tiếng á. Từ 12 đến 14 tiếng. Ôi vậy luôn hả? Rồi nướng vậy là anh đã nướng khoảng 12 tiếng á, lát hát hát như cục đen cục than luôn. Rồi cho em 1 2 3 4 5 tô đi anh. Rồi để anh nướng cái thịt chả này ăn. Dạ dạ, nướng chả luôn ha. Ôi nhìn nó xèo xèo đã ghê á. Này ông Obama đó, hôm qua đây ông ăn á Thủy. Ủa vậy hả anh? Ừ. Ủa muốn chả Hà Nội á. Ủa là quán này á hả? Không phải quán này nhưng mà ông Obama hôm qua Hà Nội ông muốn chả. Quán này ngoài Hằng Mành á. Dạ. Thế ra Hà Trời Hà Nội cũng ăn bún chả. Nó giống nó cũng giống như tự như bún thịt nướng mình. Vô tình là ông Obama vô quán đó. À nhiều quán. Quán đó không thể ngon được. À. Có nhiều quán lắm. Nhiều quán ngon hơn nhiều. Chẳng qua vô tình là dạ vô quán đó nhiều khi người ta hên ha, hay bằng hên chứ còn nếu mà để mà đúng cái vị của nó, nếu mà ngon là phải là bún chả Hàng Bè. Dạ đó là nguyên cái củ bún chả ngay chợ sát chợ Hàng Bè. Dạ mà nhà anh ở ngoài đó có bán không? Có, mình trước ngoài đó nhà mình bán. Dạ truyền thống ha. Đông lắm cái món ăn này, món ăn truyền thống của ăn sáng hầu như người Hà Nội ai cũng ăn, bữa sáng là phở hay là cái này ăn màu cấp á. Dạ hay quá ha, lửa nóng vậy mà anh cầm anh trở qua trở quen lại rồi. À. Không phải mình cũng trở là mình cháy liền. À. Đó, xe phép, xe đen. Anh nhìn cái bếp là biết ảnh nướng một ngày biết bao nhiêu ký thịt. Dạ đúng. Một ngày bình quân 20 đến 25 ký. 25 ký, ồ bán ghê rồi. Mà một ký thịt vậy là anh bán khoảng 50 tô á. Đúng không? Là một anh làm là một lần cưới. Ký thịt là anh bán được 6 tô hả? Ồ vậy anh bán chất lượng ăn. Dạ. 6 tô mà hả? Dạ ngày anh bán trăm mấy chục tô. Tết anh bán 200 tô. Ồ 200 tô luôn. Rồi bữa nào kết hợp với anh làm ở hội quán để cho bà con bác. Dạ. Ở bển có không gian rộng rãi á. Xe đậu được. Nhiều khi anh làm cái món này. Anh làm cái món này xong rồi cái chỗ mình đậu xe rộng rãi bà con bác đi về miền Tây ghé ngay hội quán ăn sáng rồi cà phê rồi đi về. Rồi xong rồi rồi từ miền Tây về đây đâu có quán nào đâu, đâu có trạm dừng chân nào đâu. Dạ. Ghé đây. Nói chuyện với em đó. Dạ dạ ok. Cái này là chả hả anh? Dạ. Dạ. Dạ thịt bằm á. Bằm. Còn không? Dạ. Để cho nóng luôn. Dạ. Ủa, con không có mang tiền nè. Lấy con mấy tờ thôi có nè em có nè. Ồ lên lên thôi lên mua được rồi. Lấy con 5 tờ được rồi. 5 tờ. Dạ. Thôi con lấy 4 tờ rồi, cảm ơn bà. Hôm qua là quá lấy quá trời luôn, dám trúng không? Ờ em cũng chưa dò nữa. Không dò nè, không trúng đâu, mua chung anh mà. Rồi đi vô trong. Dạ. Nè vô con làm nè, nè để nướng xả nướng này nè. Đó. Cái này là chả nem. Nem ở à. Mình kêu bằng chả giò, kêu bằng nem. Anh làm cũng được cây nem luôn nha. Dạ, dán cây nem luôn. Ảnh là cây nem. Cây nem. Đây là đu đủ nè. Đó, ăn cái này phải có đu đủ. Giọng Hà Nội bao giờ thấy nó nhẹ nhẹ dạ. Quá. Dạ, nhẹ quá. Dạ. Anh là người Hà Nội gốc hả anh? Anh là gốc. À. Đây. Anh người Đại Cổ Việt. Đại Cổ Việt hả? Đại Cổ Việt. Đại Cổ Việt. Đó. Rồi, mấy bạn ngồi đây hả?
qua đây anh em ngồi đây đi cho nó sáng rồi quay qua đây quán luôn rồi đó. Ừ, cho quán nha, ảnh cảm giác quán đông rồi đông khách rồi hăng. Tính ra quán nhỏ nhỏ vậy mà anh bán hiệu quả chứ. Dạ. Còn bên mình hội quán mà rộng mênh mông mà không có khách. Cái bển cũng có đồ ăn sáng mà bà con cô bác ăn hoài cũng ngán. Nên là mình bản thân mình còn ngán không chi là khách. Tại anh Khương không có thời gian nhiều cho nên đồ ăn sáng mình không có, mình có mấy món à, không có tập trung nhiều. Bây giờ nếu mà phải cải tạo lại khu vườn đó cho nó xanh tươi, mát mẻ. Đó rồi em làm chỗ chụp hình nữa ha. Dạ. Xong rồi phải có mái che. Có mái che nó mát mẻ. Nói vậy chứ nhìn dưới cây xanh thì nhìn dưới cái chòi vậy chứ mà ở ngoài nắng nó hắt vô á. Dạ. Nó vẫn nắng nóng lắm. Cho nên là mà khách mà người ta đi du lịch mà người ta muốn hưởng thụ chứ đâu ai muốn ngồi phơi nắng để ăn sáng đâu. Đó cho nên là mình phải làm đầy đủ cái đó. Rồi qua mai rồi bắt đầu mới đầu đồ ăn sáng cho nó ngon. Anh ngoài muốn trả anh còn làm được món gì nữa anh? Dạ. Nhiều lắm hả? Dạ, chuyên kinh doanh ăn uống. Nhưng mà mình các bạn trong này thì không có người á, nên mình chỉ làm món này thôi. Dạ dạ. Còn bún mập, bún bún cua ngon à? Bún mập, bún ngang, bún ngang, bún lươn. Bún cua Hà Nội là bún riêu ha anh? Miến anh có. Dạ. Có bún Bình Thiên mà. Có bún Bình Thiên không? Bún Bình Thiên. Có bán bún Bình Thiên. Bún Bình Thiên với anh vậy. Chuyên món Bắc rồi. Ở bản em có không gian kìa, rồi có thiên tử kìa. Thôi anh em mình kết hợp đi. Ờ có duyên với. Anh tính là ra nó chuyện với em đó, thì dạ. Tháng 8 này anh nghĩ là hợp đồng đây. Hết hợp đồng đây hả? Tháng 8 này. Ờ vậy là cũng sắp rồi. Sắp rồi. Ờ. Đang tính lại đó. Cái này anh thuê là cũng tháng cũng 80 triệu rồi. Nói chuyện với bà xã đó là để làm, để ra nói chuyện với em coi xem. Dạ 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 dạ, thôi qua bển đi. Trời ơi, tại vì á biết sao không? Bếp nhà mình nấu vẫn ngon nhưng mà thật sự nó sẽ không có đặc sắc bằng những cái bếp vậy nè. Những anh chị về mà đúng bản địa, đúng cái gốc Hà Nội người ta nấu mới ngon. Mà ở đây thì là mình mà bán bánh canh, hủ tiếu đồ là bà con bác bán nhiều lắm, nhiều ngon lắm. Cho nên mình phải tìm một cái món gì nó hơi lạ. Lạ. À, cái quán của ảnh là hôm mà anh chạy ngang đây. Em ghé anh ăn đây là em ghé anh ăn đây cũng nửa năm rồi á. Anh chạy ngang anh thấy. Là lúc đó là anh chạy ngang thấy, tại anh cũng biết ăn món này. Dạ. Cho nên là anh ghé ăn. Thấy nó cũng hấp dẫn. Anh làm ngon. Giá cả phải chăng. Mà cái món này cũng nhiều người không biết ăn nha. Vậy không biết đường ăn, không biết cách ăn á. Em thấy về cũng dễ. À, à không biết cách ăn. Không biết cách ăn thôi. Dạ. Ví dụ nhiều người tưởng đâu là nước mắm nó mặn á. Chứ vậy nhẹ giống như là bún có thịt nướng, nhưng mà cái này nè nguyên tô nước mắm này nè, nhưng mà nó nhạt lắm đó, nó nhạt đó, nên ăn phải nóng nha đó. Xong mình bỏ rau vô rồi bỏ bún vô nha đó, ăn đúng. Hồi đó là người viên anh cũng không biết ăn đâu. Ừ. Nhưng mà mình ngồi mình quan sát đó, mình bỏ vô xin mời nha. Ủa bạn có chưa? À thôi xin tại anh review ảnh ưu tiên cho anh trước á ha. Rồi đây mình bỏ rau vô và dĩa rau của cái bún chả Hà Nội này mà anh ơi, bún dĩa rau của bún chả Hà Nội ở đây có khác với lại dĩa rau bún chả Hà Nội ngoài ấy không? Ngoài đâu? Ở ngoài Hà Nội không? Không, phải làm đúng chuẩn luôn. Đúng chuẩn dĩa rau vậy luôn hả? Đúng chuẩn như vậy. À. Đúng chuẩn vị Hà Nội đó. Đúng vị Hà Nội luôn. Đúng vị Hà Nội luôn. Như vậy dễ thương. Dạ rồi, mời bà con cô bác. Dạ dạ. Nước nhạt hơn xíu. Dạ. Ở đây đậm đà hơn ha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Đây. Ớp vô. Đây có chanh, mình có thêm chanh mình thêm. Có tỏi nữa thì mình thêm tỏi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một xíu bún vô cho ngon anh ha. À,
cái chỗ của ảnh nói chung là bán cái vị thì cũng vừa ăn cũng nhiều món chả Hà Nội lắm. Dạ. Thì thấy cái vị này nó chuẩn nè, nó ngon và ảnh làm nhìn sạch sẽ lắm. Dạ. Giá cả phải chăng, nhưng mà ảnh đang bất lợi một cái là cái tiệm của anh hơi nhỏ, không có cho đậu xe. Dạ. Chừng mấy chiếc xe máy à, người ta cũng hay mua về, không có vỉa hè, chật quá, không có chỗ đậu. Cái này mà mai mốt ảnh lại chỗ anh bán là ngon luôn. Đàn anh rộng lên thang. Không, rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm nếu mà ảnh lại nó bán thì kêu ảnh lại bán thử trước giờ nhà con sao. Có trường hợp mà mình đâu biết được đâu, nhiều khi lại bán mình sắp xếp đầu tư được nhiều quá rồi ảnh bán nhiều khi bà con bác cũng nhiều khi cái chỗ đó không chuộng ăn uống, cái là lỡ dở cái việc của anh nữa, cho nên mình lại thử bán thử vài ngày. Bán chắc là anh phải để bảng bên ngoài. Ừ, để bảng. Để khách biết. Đặc biệt là món chả Hà Nội này hay có cái đu đủ chua chua này nè. Ăn đỡ ngán. Đủ non. Dạ. Mình ngâm chua. Giờ ở trong thành phố Hồ Chí Minh là thưởng thức đủ món ở khắp vùng miền. Dạ. Nãy giờ chưa ăn thử cái thịt nướng. Nó ngon. Nó mềm, mềm ngon, thơm phức. Thịt mềm ghê. Anh nướng vậy là tích vị khác nha. Dạ. Anh nướng khéo không? Nè, thịt anh lấy thịt tươi, cũng như là sắc. Xong anh ướp 12 tiếng. Bây giờ anh nói em là có mấy bữa luôn, cái này nói thiệt luôn nè. Là mấy bữa mà ví dụ như là bên hậu quán anh đặt mười mấy 20 phần đó. Dạ. Mà thịt anh ướp chưa có đủ giờ, anh không bán. Dạ. Rồi không bán. Đủ thời gian nó mới thấm. Ồ. Tại vì bán, nếu mà mình bán không có ăn một lần không ngon, người ta sẽ không ăn. Dạ. Ăn uống nó phải có nguyên tắc, phải có đúng cái công thức, rồi đúng cái thời gian. Đây là nem luôn á. Lấy giờ mời mấy bạn. Tụi em ăn thêm không? Ăn thêm không kêu? Không ăn hả? Bún chả Hà Nội lạ anh ha. Bún trong mình nếu mà thịt nướng á là sẽ để khô, còn này bỏ luôn vô trong nước luôn. Nhưng mà để vô nước nó không có bị mất đi cái vị với lại cái mùi thơm, nó vẫn còn thơm, vẫn còn ngon bình thường. Chứ em nghĩ là nếu mà bỏ vô nước á, cái nó bị lạc á, nhưng mà nó không có lạc. Nhưng mà có một cái lợi thế anh nghĩ là tốt cho người ăn tháng á, là nó nóng. Dạ. Bún nhìn nó vẫn nóng. Ừ. Chứ sáng sáng nhiều người ta ăn bún rồi sợ lạnh bụng lắm. Dạ. Cái này mình ăn bún nhiều thì mình kêu thêm nhiều, rất thì kêu ít. Cái này cũng ngon nè. Giòn, chua chua. Làm này kỳ công lắm nha. Cái này mất thời gian nhiều lắm. Dạ. Không có gì cực bằng buôn bán uống. Thì giờ sáng 5-6 giờ ta ăn rồi là mình phải làm sớm. Đi chợ nữa, nghỉ sớm đi chợ. Mình làm người ăn sáng cực, nhưng phải nấu nướng dọn dẹp. Giờ nó là một cái nghề. Ai thích mới làm được anh ha. Như cực quá mà cái này cũng đam mê lắm mới làm được á. Cái thịt nướng ngon ghê anh Khương.
nó mềm. Này với lại làm này cũng phải có tâm nữa, tại vì ảnh với mình đâu quen biết gì đâu mà ảnh dậy từ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho mình cho mọi người luôn. Bỏ rau nhiều quá ăn nó đỡ ngán. Anh thường anh ăn không thích dĩa rau. Anh bỏ thịt nhiều ghê luôn á, quá trời thịt luôn, còn thêm hai cái cục cái này là chả. Tôi thường ngày của anh là vậy đó. Dạ. Còn hôm nay là nay mà chưa tập thêm rồi. Vậy là tôi một cục nem mời. Đây là nem nè, đây nem 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 Hà Nội, nem vuông, nem của bể nữa. Ở đây có thịt với lại nem mèo với bún. Cái đó là nem cua bể đó ha. Nhưng mà quá là đem làm không. Cái nem đó mình cứ chấm ngập vô nước không sao cả. Nó ngọt không? Nó không như cái chả giò trong này đó. Chấm ngập vô nước cái nước chung ngọt đó. Cái nước cua cái nem đó ăn không? Cái nem này nem vuông cũng nổi tiếng đó. Anh không làm nem vuông hả? Mình không làm vuông là kem nem cua bể. Nem cua bể. Giá thành nó cao lắm. Cao lắm, có cua cao. Thì nó cua bể đó, cái đó nó mắc. Anh nếu mà qua bên hội quán. Cái nem của nó là 50 ngàn thì anh. Nếu mà qua bên hội quán anh làm nem cua bể được không? Làm được. Được ha. Bán cái đó mới mới lạ mới độc chứ. Chẳng qua là mình bán đây mình làm cái giá này là giá. Dạ, giá bình dân đúng không? Là mình tiếp cận khách hàng người ta lao động. Chứ còn cái món này thì là đa số là dân xa xỉ. Dạ, xa xỉ không? Dân lao động. Dạ. Dạ. Nó tới là 80-90 ngàn đó. Trăm mấy ngàn luôn á. Chỉ có bán ăn một cái lép cua bể đó là 175 ngàn một phần. 175-200 ngàn một phần luôn. Thì từ hỏi khách lao động là thế nào? Dạ dạ. Ở khách văn phòng rồi người ta tiếp khách rồi có điều kiện ra. Thì về tới đây mình hỏi là chị em mặt tiếp cận người lao động. Là biết được cái món của... Nhưng mà cục nem đó mình có thể cắt làm bốn mình ăn người cục được, cho biết. Lép cua bể không là 65 ngàn. Dạ. Nem cua bể là làm bằng cua biển ha. Cua. Cua thịt cua. Cua. Thì nó chỉ cắt mỗi là này chỉ thêm thịt cua vô thôi. Thịt cua bể với cả cộng thêm nữa là thêm những thành phần như củ cải đỏ thì sắt rất là lý thôi. Dạ. Một số gia vị của cái món về cua biển. Anh ăn ảnh là như tuần anh ăn lọc. Tuần nào cũng ăn hết hả anh? Còn như nữa. Chạy gì chạy chạy đường này là trước khi tới hội quán là tới quán ảnh rồi bắt đầu. Bình thường là em không thích ăn thịt. Đi ăn em hay lựa thịt em bỏ lại. Nhưng mà thịt nướng của anh nãy giờ em ăn được nè. Nó không có bị ngán. Không ngán ngon ha. Em thấy hội quán bán món này ở hội quán được. Được. Cái này bao nhiêu phần, bao nhiêu tiền một phần? Cái đó là 45 ngàn. 45 ngàn. Đó là đặc biệt là 45. Ở đây mình làm cũng tận. Dạ. Bình thường khách người ta mua người ta không gọi đặc biệt thì là người làm 35 ngàn. Người trả thịt không mà nhiều thịt quá. Một tô này thịt ăn Phương hết không? Hết chưa? Em thấy nhiều quá. Tính ra một tô này là nữ ăn không hết luôn á. Tô đặc biệt. Cái nước nó đậm đà dễ sợ, vừa ăn. Mới đầu ăn bỏ vô ai cũng là trời, là sợ mặn. Để từ từ Phương vừa sẽ giới thiệu đến bà con bác ha. Bà con bác không có đường, có thời gian có dịp đi ngang hậu quán. Rồi mai mốt mình sẽ thưởng thức thêm món bún chả Hà Nội kết hợp với anh trai. Để làm sao sáng anh bán đồ ăn còn mình là có khách để mình bán và đi cà phê.
Dạ. Nó đâm đâm vui vui rồi mừng rồi. Chứ giờ bữa sáng giờ vắng quá. Mà quán trái vắng rồi nó buồn thiểu này thôi bà. Bây giờ mấy anh em khi vừa ăn xong rồi có tranh thủ di chuyển. Dạ cũng hơi trễ à. Dạ. Vậy mấy anh em xin chào tạm biệt bà con cô bác ạ. À. Hẹn gặp lại bà con ở clip kế tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.